Neymar chia tay bạn gái sau 6 tháng hẹn hò. Trong thời gian vừa qua, Neymar được nhìn thấy hạnh phúc bên bạn gái đồng hương Bruna Biancardi. Vào đầu tháng 6 vừa qua, họ được nhìn thấy cùng nhau đi du lịch. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Bruna Biancardi xác nhận cô và Neymar chia tay. Người đẹp cho biết trên trang cá nhân: "Tôi không còn trong mối quan hệ tình cảm với anh ấy một thời gian rồi. Đừng tin vào những lời bàn tán. Tôi vẫn vô cùng yêu quý anh và cả gia đình anh." Dù Bruna Biancardi phủ nhận hai người chia tay do Neymar có người thứ ba, nhưng tờ Extra Online đưa tin Biancardi phát hiện bạn trai có người phụ nữ khác hồi cuối tháng 6. Neymar được cho là tiệc tùng với một cô gái trong lúc Bruna đang ngủ. Người đẹp 25 tuổi tức giận và thu dọn đồ đạc, sau đó rời đi không nói một lời nào. Sau khi bạn gái rời khỏi biệt thự, chân sút 30 tuổi tổ chức một cuộc vui khác với bạn bè, trong đó có vài người mẫu dù không có Bruna. Chuyện tình của cả hai rạn nứt từ đó. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.